Rồi, Phương chào anh em và rất vui được gặp lại anh em trong kênh của shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất. Địa chỉ của tụi mình 191 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 5. Hôm nay mình đã hoàn thiện 7 tiếng đồng hồ để gắn tất cả đồ chơi cho con SH chỉ mới order 59 cây. Người anh em cho cái chìa khóa nhé. Hồng bé ơi. Đó, anh em thấy sướng không? Được chạy xe mới hoài luôn mà toàn là xe mượn. Cho nghỉ mẹ một đi. Rồi, 59 cây đồng hồ đó nha. Không lừa anh em nha. Làm cái mặt đồng hồ lại nền 7 màu cho anh đi ban đêm nó đẹp hơn. À, chi tiết dàn ghi đông thì chúng ta có công tắc đèn on off Daytona để đi vào trong hẻm chúng ta muốn tắt đèn thì nó dễ dàng hơn. Không có bị chiếu vào mặt người khác. Kính Moto Gaget mẫu giọt nước hay là chiếc lá gì đó tùy theo anh em gọi. Và chân là chân gắn sẵn cho SH luôn. Con xe này không đi cùm tăng các bạn, nhưng mà sẽ đi một cặp gù bên ngoài GH Racing. Nước đèn lay cho SH 350 SH Việt Nam, không chế gì hết, gắn vô sổ hai con ốc là gắn thôi. Cặp tay bên ngoài là cặp tay Rambo RS Kosakota mẫu bên phải 17 và bên trái là 16. Bên phải chúng ta sẽ có 3 chức năng phanh để các bạn cảm nhận được cái độ nhạy của phanh. Đó là ưu điểm thiết kế của cái cùm Rambo Kosakota. Tay bên ngoài nó sẽ gọn hơn là tay RS, cái này các bạn cũng đã biết nhiều rồi. Rồi, về cái dàn ghi đông thì nó chỉ có như vậy thôi, dán cho anh vài chi tiết carbon. Này là dán nha. À, anh không thích ốp fiber carbon, anh thích dán thì mình dán thôi, không có vấn đề gì cả. Về cái dàn chân con xe này, sau khi tham khảo rất là nhiều video clip của shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất thì anh quyết định là sẽ chọn heo Rambo M50 4 piston Bát Shinsi GH Racing với mắt độc ABS chuẩn xác. Gắn vào là bố ăn hết với đĩa, không có sợ vấn đề là nó bị cạ cứng hay là nó bị dư bố, thiếu bố. Bấm một cọng dây dầu heo, đi một cái ngắt dầu màu Stauli xanh, giống với lại phiên bản MotoGP nhất. Dây dầu heo đỏ, gọn gàng. Rồi, đĩa trước thì các bạn sẽ được tham khảo một cái đĩa Rambo Oro size 267, chạy lòng CNC, anode màu vàng, khắc laser, tất cả thông số như zin. Và đặc biệt hơn là chạy những cái khức và tán đen phối đỏ rất đẹp, hài hòa với lại màu sắc của xe. Cái đĩa này là bên mình chạy lòng trong nha các bạn. Gắn lút and lay cho SH 350 cũng như là 300i, không chế gì hết, chỉ gắn thêm vài chi tiết ốc titan màu stainless. Đó là dàn chân trước để các bạn tham khảo. Con xe này thì thật ra là anh chủ ảnh rất là dễ chịu. Ảnh muốn là những option gắn cho ảnh là nó phải có hiệu năng đầy đủ thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có những chi tiết thời điểm hiện tại thì khó mua và giá nó cũng không được hấp dẫn lắm, ví dụ như phục sau. Cho nên là anh nói là thôi để anh chờ đi, anh chờ lần sau anh sẽ gắn một cái phục sau chất lượng. Lần trước thì Phương có chia sẻ cho anh em về những cái dòng Beaufort 211, 207, nẹp ly vê, 208, rất là nhiều chi tiết. Nhưng mà anh chủ xe này thích AK Buick nhiều hơn. Thân carbon, bách treo carbon nguyên khối, nhưng mà họng vào là họng titanium, có kèm theo một cái che chống nóng đây nữa, và làm một cái cổ titan cho anh. Tất cả sensor cảm biến nhiệt đều gắn lướt and lay, không có chế, không có cứng dây, không có bị bất kỳ cái lỗi lầm nào đó. Rất là cắn, rất là chắc chắn nè các bạn. Thấy là Phương kỵ vô nè nha, thì các bạn mua cái vô này nó sẽ được tặng một kèm cái bát đó. Rồi cũng như là cái dây trước thì Phương sẽ bấm một cái dây dầu heo UK đỏ tới cái vị trí ngay cái góc thì sẽ tách ra và làm những cái đầu ơ, làm theo cái ngắt nữa giống như là cái dây trước, sau đó đi một cọng dây xuống dưới. Và bát dưới là bát xéo như các bạn, anode đen GH Racing, gắn rất là nhẹ nhàng dần chân sau. Heo thì các bạn cũng biết được rồi, là heo Rambo logo đỏ cho nó trùng màu với lại heo Rambo mà 50 trước luôn, vẫn là những dòng heo đúc. Và đĩa sau là đĩa gaffer size 245, quay nhẹ nhàng. Tất cả chi tiết ốc là ốc inox Salaya, rồi ốc dầu ốc gió là làm titan, cái nào titan được sẽ titan, cái nào có mẫu Salaya đẹp sẽ gắn cho anh đó. Và cản sau thì là cản siêu bắc rồi, có tặng cho anh một cái mão nữa nhưng mà
anh không thích gắn, anh thích để không như vậy thôi, thì ok gửi cho anh đem về luôn. Và các bạn hỏi là tại sao quên nữa, có chi tiết mở gác chân, anh thấy cái này nó tiện thì nó anh kêu mình gắn luôn. 1.000.000 đồng bảo hành 1 năm. Đó. Rồi, con xe này thì 59 cây, gần như là xe thùng rồi. Hoàn thiện cho anh trong ngày bây giờ là khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ. Và rất là nhiều bạn hỏi Phương là tại sao có những shop lại nhận 2 ngày 3 ngày, nhưng mà có những shop, ví dụ như là shop của mình, thì thực hiện những cái chi tiết đồ chơi như thế này, trừ chi tiết trợ lực và ốp carbon fiber thôi, thì bên mình mới làm lâu. Chứ những chi tiết mà chúng ta gắn heo, gắn tay hay là gắn đĩa đồ này nọ, bô đồ là thực hiện trong ngày hết, phục trong ngày hết, không để các bạn chúng ta phải qua ngày. Nhưng mà đối với những anh em nào chúng ta muốn đầu tư hơn, muốn có thời gian để dọn xe nó đẹp đẽ hơn, ví dụ như là ốp fiber carbon, rồi một số chi tiết nữa, thì anh em phải chúng ta phải chờ carbon làm thì nó sẽ lâu hơn một chút xíu. Nhưng mà bên mình hiện tại thì đã nhận ốp carbon fiber tất cả chi tiết trên chiếc xe này, từ dàn áo, từ cản sau, từ tất cả chi tiết nhựa nhám, anh em muốn ốp fiber carbon như thế nào bên mình vẫn làm được hết. Và nhận bây giờ thì sẽ giao vào khoảng 7 đến 10 ngày. Đó là tất cả chi tiết trên chiếc SH này. Và Phương hy vọng nếu như anh em chúng ta đang sở hữu dòng xe này, muốn tham khảo, có thể tham khảo con xe này để dọn tổng thể con xe này, thì các bạn thấy rất là thể thao rồi, nó trên màu đen mờ và không có phối quá nhiều chi tiết màu mè ha. Và hy vọng là các bạn chúng ta sẽ nhấn nút like, subscribe, bên cạnh đó nhấn chuông để ủng hộ cho Phương cũng như là ekip của shop đồ chơi xe máy Sơn Quận Nhất, để mang đến nhiều bản độ đẹp hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.